Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay tiếp tục dẫn bà con đi ăn bánh xèo online. Chiều giờ mưa quá trời các bạn, ngồi bên đây uống chai nước mà thấy bánh xèo hôm nay cũng vắng lắm các bạn. Hello chú nước mía. Hello. Hello ông nội, sao hôm nay ông nội ra tay rồi? Về tới giờ. Đi học chưa về hả? Bên trong được ba khách nha các bạn. Khách luôn, khách luôn, bánh xèo đi. Hello bà nội, hello cô hát. Vậy hả? Mấy em nhỏ đi theo cô ba luôn rồi các bạn ơi. Một em hả? Em chị hai hả? Chị hai đi chung với chị ba. Này ông nội đổi tay coi có ngọn gió mới gì thay đổi không? Mưa gió khách đến ầm 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 gì ông nội quá đẹp trai. phải liền. Còn quá các bạn ơi. Bánh xèo này là 35k một cái các bạn, thêm kêu thêm tính tiền thêm. Bánh xèo đi, ôi mưa nữa rồi. Trời ơi, khách luôn, quá đã luôn. Chị ơi, có mưa không? Mưa lớn lắm á, hay vô đây chút xíu đi rồi về. Rồi, mưa lớn lên các bạn. Rồi, Sukana luôn. Sao bây giờ? Vậy ông nội vô đổ là xui hay hên ta? Hên hả? Ông nội đi ra đó. Rồi, bà nội hỗ trợ mà áo mưa luôn. Bánh xèo đi. Trời, bà con qua vô kia đụng mưa rồi mà. Lâu lắm rồi mới thấy một mình ông nội vô xô nha các bạn. Mưa gió hoài luôn, nắng được ngày. Ngon lắm, ông nội đổ là đỉnh rồi. Số 1 tại bánh xèo nhí. Mưa nắng được có ngày một trời. Rồi mưa tiếp rồi. Chỗ con cũng vậy mà nãy nó tạnh, con mới đi. Con đi được 1/3 được cái mưa. Mưa có chạy chút xíu tạnh cái bắt đầu mưa lên tới đây luôn. Nhưng mà không có lớn như vậy. Thôi. Trời xe chạy ghê quá. Ghê thiệt. À hú hồn chim én luôn. Chạy ghê thiệt. Có nhiều chạy nhiều hả? Này các bạn ơi. Giờ này ông nội lên hai chảo tôi nghe các bạn. Mưa ba chảo hả? Mưa gió hoài. Thôi mưa gió để cho ông nội bà nội ấm lòng. Nè bà nội ơi, coi nhận ông Mục nhờ con gửi cho bà nội 2 triệu mua dĩa chén rồi ông nội ông Mục tài trợ. Bà nội cảm ơn ông Mục rất nhiều. Dạ. Chú Hòa đi. Thứ hai mới có như chú Hòa rồi. Dạ. Dạ dạ dạ. Bà ông Mục thấy dĩa với dĩa bình thường với dĩa đặc biệt với chén đũa nên ông Mục tài trợ thêm. Dĩa dĩa học sòn hả? Học sòn à? À dạ. Tốt có mấy dịch vụ này chứ chuyện giao cho ông nội nha. Đâu có được. Mạnh Thường Quân nói là giao cho bà nội. Là phải giao cho bà nội. Còn tối ông nội mà có quèo ông nội xin thì tính sao? Của ai là giao cho người đấy? Ừ đúng rồi. Còn tối quèo em ơi cho anh xin tờ thì cái đó vấn đề đó nội bộ gia đình tự giải quyết. Giao cho ở đỡ thì thầy ở đợi ấy trả không ấy tao thăng được. Bánh xèo đi. Mưa kiểu này là không ai ra đường, lười đi ngoài đường để đi mua đồ ăn lắm. Thì bên trong là được 7 khách nha các bạn. Mấy em nhỏ đi mua đồ chắc mắc mưa luôn. Còn chị cho mình dạ
Dạ. Mưa rồi, mắc mưa rồi chắc rồi. Không chừng giờ này ngồi trong quầy trà sữa chờ hết mưa đi về. Cảm ơn ông Bụt Online, anh Hòa, chú Hòa đã tài trợ dĩa, chén, đũa cho bánh xèo nhí. Có một số người đi không mang áo mưa nè các bạn, nó ướt như mấy em học sinh nè, ướt hết luôn. Chén ở đâu mà nội này như đổi là đũa, cái đũa đỏ đũa đen, đũa bóng bóng á hả? À. Ví dụ đũa tre này đó. Đũa đen thì không có bị móc. Đũa đó kiểu như nó cũng BK mà. Đúng rồi, tại đũa tre mà mình không kỹ lên nó dễ bị móc. Đúng rồi, tại mùa mưa. Thơm quá các bạn ơi. Đây là 35k một cái. Cứ ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm thôi. Đúng rồi, mưa mưa cái đó có ẩm á. Bánh xèo đi. Tranh thủ chạy về nhà hết, không ai nhìn vô quán ăn luôn. Ngon chưa các bạn? Nó đi chế thêm mà. Nó chạy gì quá trời. Vậy chứ nói là thì xảy ra sự cố với con tôi, cháu tôi ở nhà nó ngoan lắm. Đứa không rồi, nó chạy ào ào luôn. Trời, có nhiều lần con đứng trên này luôn nè mà nó chạy là mà phải bay vô lề luôn á. Thì đó. Không biết gì chạy sắt lên tới cháu thì chạy đàng hoàng lắm. Không né luôn. Không né luôn. Anh tại gì nó né à? Không có né à? Anh tại gì nó né à? Ngon quá các bạn. Ông nội chiên cái nào là cũng như cái nấy luôn nha. Anh tại gì đâu phải né à? Này lên xe mua nhiêu chế nhiêu chạy hết nhiêu. Mưa này được chơi nữa các bạn, chạy mà ấy ấy là dễ dễ chật bánh luôn. Thơm quá, thơm quá. Chú ơi chú, ăn bánh xèo nè. Dạ, bà nội ơi hỗ trợ giùm con hai cái cho chú. Em ơi, em cho. Dạ dạ. Có cô Mạnh Thường Quân Minh Mỹ gửi về cho bà con đi ngang ăn mỗi người hai cái lấy thảo. Dạ. Chú đi đâu rồi đó? Bây giờ đi bán cái chỗ. Dạ, giờ này mưa cũng cực ha. Dạ. Dạ. Đi bán có thể làm nhé. Dạ, mình quê đâu lần chú? Chú là Vĩnh Phúc á. Vĩnh Phúc là ở tỉnh nào ta? Là người Bắc á. À dạ. Thế ông già về nhà vô đây năm tư. Dạ. Cũng tân đạo đây. Dạ. Ngày chú bán được nhiêu tờ? 200 mấy. 200 mấy, dạ. Rồi ăn lấy thảo đi chú. Cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Không có lấy cây dù, chú không có cây mùa. Có mưa rồi chú đi bằng. Dạ. Quán rồi già rồi. Dạ 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 từ từ nghe chú. Đây là cuộc sống mưu sinh các bạn.
32 cái hả bà nội? Dạ. Dạ. Bánh xèo đi. Dạ. Thì đó, nhiều lúc bà nội lưu bô con có gặp con kêu cho. Dạ chị. Bà nội giờ chú chùm mình ngủ rồi, ông nội tự lo đi. Ông bà cô chú muốn đi xe buýt đến ăn bánh xèo thì tiếng xe buýt là số 48 luôn ạ. À, chạm dừng mà để xuống ăn bánh xèo là 25. Ở chỗ này nó có cái vạch vàng nè, là cái trạm xe buýt. Thường thường trên đường mà có vạch vàng mình đón xe buýt hoặc mình xuống bến nó mới xuống ở đây, còn mình đứng dọc đường là nó không có đón, khó lắm. Hôm nay thứ sáu các bạn, giờ này là 5:50 rồi. Ai cũng nhìn thẳng tiếng không mà các bạn ơi, giống như là đi về ướt rồi, tranh thủ về nhà tắm rửa thay đồ ăn sao. Khói các bạn, do mưa nên là củi nó dễ bị hơi nước, nó không có khô như bình thường. Đấy, khi mình nhúm lên nó dễ bốc, nó dễ có nhiều khói lắm. Đây là đầu bếp số 1 ở tại bánh xèo nhí nha các bạn. Đổ đẹp, đổ ngon, đổ giòn, đổ đều, bánh lại to nữa các bạn. Thơm quá. Khi nóng lên dở cái nắp lên dầu thôi. Thơm. Cũng là cùng một giá bột luôn nha các bạn. Nhưng mà mỗi người là đổ theo một cách khác nhau. Bánh xèo luôn chị ơi, chú ơi. Hai khách luôn mà nội đâu. Cao thủ số 1 tại bánh xèo nhí ra tay. Hello chị Bánh Tiêu. Chú vị chào con nha, bà cô chú trong nhà mình nước chào con nha. Sao nãy giờ gì làm gì trong? Hả? Dạ giữ em. Giữ em hả? Cơm nước gì chưa nhóc, chú nhóc? Cảm ơn rồi, cảm ơn rồi. Cảm ơn rồi. Muối gì? Cảm ơn rồi, cảm ơn rồi. Bánh xèo luôn chị ơi. Con không biết nữa, các chị mặc áo mưa thôi.
bên kia còn đang thui lùi luôn kìa. Chuyển ông nội thì khỏi chê rồi. Ông nội là miễn bàn luôn, bánh to, bánh giòn, bánh đẹp. Ông nội chiên từ mấy giờ tới mấy giờ? Nói chung là giờ nào là giờ tết ngày này dọn rồi chiên luôn vậy. Thôi đổi lâu lâu đổi gió đi. Ông nội vô chiên rồi nguyên ca rồi. Đảm bảo là ông bà cô chú với lên bình luận là nói là ủng hộ ông nội là chiên từ sáng tới chiều luôn á. Phải 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 rồi. Đi Mỹ chấm chấm. Đi Mỹ chấm chấm. Thôi liên lạc cái chị mà đóng thùng đó ấy đi ấp đi luôn. Mưa nặng hạt nữa rồi các bạn ơi. Nhìn vô cái đèn xe á, quá trời. Các bạn nhìn thấy vô cái đèn xe không? Giờ này là đi mua con củ mực cái chú nước mía. Mua con củ mực cái làm mấy lon là ngủ luôn là ngon lành. Ông về nhà lúc con trai đó à? À dạ. Hai đứa nhỏ nó lớn rồi kêu nó hai đứa nhỏ nó nấu cho ba ăn. Mấy đứa mua à, đồ ăn ngoài không không? Ăn ngoài không? Dạ. Chỉ đi học đâu nấu cơm nước. Đi ăn phở không không? Đi người ta còn làm tám đập ăn nha. Ờ ai biết đâu à. Phở đi về ngoài mấy ngày ở trong này ổng đi ăn phở mấy ngày. Biết nghe nói chị Mạnh chị Đào thì nấu cơm cho ăn ai kia. Giống như ai kia. Giác giọng giờ tới ngày mai đi cho không. Phải vô chưa? Chiều nay hả? Chiều mai á, thôi tối nay đi ăn phở bữa nó đi rồi mai ăn cơm. Dạ chào ạ. Biết rồi. Mưa kiểu này mà tầm tháng một là ai cũng đói luôn. Đói như thời Covid luôn nha ông bà cô chú ơi. Buôn bán đâu có được. Làm ăn đâu có được gì đâu. Bánh xèo đi. Ủa hồi nãy ông nội nói cô ba đi mua cái gì? À, rau tươi, rau xanh nha các bạn mà mua. Mình mua về mà bữa nào mình bán hết được mình mừng các bạn. Tại rau là mình xóc qua xóc lại là nó dễ dập là nó bị úng liền. À, chú gì chào con nha bà cô chú trong người nữ chào con nha.
rồi lớn nữa rồi, làm sao mà về đây. Lớn luôn các bạn ơi. Bỏ tay chấm cơm rồi. Mình thì đã để dừng lại mặc áo mưa. Nước trên mang xối xuống nè các bạn. Hello bánh xèo ơi, 23 bạn ơi. Ướt nhẹ bên trên rồi. Trời ơi. Ẩm vô trong đi. Trời ơi, nó chật. Đau quá. Trơn các bạn, mà Ken tụt xuống cái hụt cái giò. Ra ngoài đây làm bớt đi. Hụt giò. Rồi, cẩm ra ngoài đây hết đi. Ra đây làm nè. Hút ra đây hết đi. Chào ngoài mấy em ơi. Hút ra ngoài đây làm đi. Đây, khách luôn nè, hy vọng đây là khách nè. Hút ra ngoài đây làm đây. Ê, vào trong luôn, vào trong luôn. Bánh xèo đi. Khách luôn nè, bà nội ơi. Rồi, chạy lên lại chút xíu nè chị, để ướt nhẹp luôn. Hai cái mang về luôn. Hai cái đặc biệt 50 luôn. Rồi, ngưng rồi, tạm rồi, đỡ rồi. Hai cái 50 nha ông nội. Đi mua rau về mà mình nghe mùi trà sữa trên xe vậy ta. Hai cô cháu đi uống trà sữa phải không? No. Không hồn ơi. Đây, nghiêm chỉnh chấp hành. Bánh xèo
Chú Việt chào con nha, bà cô chú trong ngoài đấy chào con nha. Là bây giờ mới chiên luôn á. À đúng rồi, dạ. Đặc biệt là mình chiên mới. Xích vô con. Rồi, cảm ơn luôn ạ. Dạ. Chưa có cái nào đặc biệt hết trơn á, ông nội chưa đổ. Lên thịt luôn chị hai, hết thịt bà nội bên bà nội rồi. Dạ cảm ơn luôn hai chú. Dạ. Trời ơi, đi ở dưới bà con mà chờ con xếp về nè. Đang mưa mà đường nữa rồi. Họ có tiền thấu, đã có tiền thấu. Để hiểu gì chứ con á. Tiền hoại lắm. Bớt mưa đã đỡ rồi nè, hồi nãy mưa lớn nhưng mà vẫn còn ướt đồ. Mình ở quận mấy rồi cô? Ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp hả? Dạ. Con mới chạy qua tới này. Dạ. À, ủng hộ bánh xèo nhí luôn. Ê, khách kìa, khách kìa, hy vọng là khách kìa. Rồi. Ta xem còn mưa không nha các bạn. Bớt rồi. Vẫn còn nhiễu hạt nhưng mà nhẹ. Rồi, chạy thẳng vô trong luôn anh trai ơi. Cứ coi sức dầu cho Ken nha, nãy con thấy té cũng đau quá. Nó lên bụng luôn mà. Ờ, tại vì nó chợt cái giò mà. Nó hay cầm xuống chứ chưa thở. Tại vì ổng nhỏ, ổng hụt cái giò. Thank you, thank you. Một cái đặc biệt. Chứ bình này cái đó là đủ các bạn, hai cái rồi. Thì Na đâu, nó nói thì Na gọi là cái này đó không nào. Nói thì Na cái này này. Bác sĩ sang.
nên là các cái trường lớn khác ở Sài Gòn của quận 3 đến 3 đang chuyển thành cái phòng học của Nam các em nhé. Chú vậy với ông nội đó à, nói mưa này hay hai cô cháu ghé quán trà sữa uống trà sữa rồi. Có không? Chứ đi đâu? Đi ăn bún bò. Ồ. Một cái rồi còn cái này nữa là xong là đủ rồi chị. Canh lươn, canh lươn. Rồi dứt cơm khách tới như vậy là ngon rồi. Tới mầm luôn. Cái cảm ơn Phụng ít nhiều đó là trả chén cho gia đình bác sĩ với con. Ok. Dĩ học tròn. Giờ dĩ học tròn với dĩ thường, với chén rồi nước mắm đâu. À dạ. Mà cái dĩa này là bằng BK phải không mà nội? Cái dĩa này nó cũng là dởm thôi. Nó đen đúng không? Hình như nghe nói là ảnh hưởng bão gì nữa phải không ta? Ủa hả? Nghe bão nghe sợ luôn á. Rồi đủ hai cái cho cô. Bên này chắc là hút gió này là hút bão gì đó. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Chắc vô lấy đồ. Rồi, ngon lành rồi đó. Bên này chống gốc nè, sáng trưng luôn rồi. Rồi chú Nguyễn đi về cái con lành đó. Bây giờ về đây để mưa tiếp. Mưa bên ngoài con cũng vậy mà nãy mưa nguyên ngày đó rồi xong nó tạnh. Cái hồi tự nhiên con đi được 1/3 đoạn đường cái nó mưa. Mưa xong nó tạnh cái nó mưa lên tới đây luôn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn. Đua về thôi để ngồi ớt nhẹp. Bye bye, kiểu bánh tiêu nha. Bye bye. Tướng nướng mày nướng.